Có hồn ma bay vất vưởng không vậy sư? Rồi xin thưa với quý vị á, thứ nhất là nếu mà sư dựa trên cái từ ngữ của quý vị để mà sư nói đó ha, thì không có hồn ma, không có hồn ma. Thì đã không có hồn ma thì làm gì có chuyện mà bay bất vưởng. Tại vì đó, cái khái niệm ma đó của thế gian nó không có giống như đạo Phật. Thế gian họ suy nghĩ như thế này nè, có nghĩa là khi mà chúng ta chết á, ví dụ như chúng ta là một ông sư, ví dụ như sư nè, giả như theo quan điểm của ngoại đạo của thế gian á, là ví dụ như khi mà sư chết thì sư ăn mặc như thế nào, ví dụ như sư đang đắp y như vậy mà sư chết, thì nó sẽ có một cái linh hồn, một cái hình thức tồn tại nào khác, một cái linh hồn nó xuất ra khỏi con người, cái nhục thân, cái thân thể này nó xuất ra, và cái linh hồn đó vẫn mặc y áo như thế này, vẫn trẻ như thế này, và 100, 1000 năm sau thì nó vẫn là một con ma 100, 1000 năm tuổi mà nó vẫn cứ y áo như thế này, vẫn trẻ như thế này. Và nếu như mà lỡ mà sư chết bằng một cái gì đó nó kinh khủng, ví dụ như chết bằng cách là đứt đầu, thì sẽ là một cái con ma không đầu đó, như là một số trong số những cái nền văn hóa đó, đó cầm cái đầu kế bên vậy đó, đi bay lơ lửng. Thì nghe dù trong văn hóa phương Đông hoặc phương Tây đều có những cái quan niệm tương tự như thế, và sư xin thưa là nó không đúng. Không đúng, không có một cái khái niệm hồn ma như thế, bởi vì Phật giáo không chấp nhận quan niệm là có một cái linh hồn ha, một cái linh hồn mà rời bỏ cái thân này rồi nó sẽ có một cái sự tồn tại dưới dạng một linh hồn, thì không có đó. Cho nên là cái câu hỏi này xét về mặt ngôn ngữ á, thì nó không có đúng. Nhưng mà nếu xét về cái một cái mặt nội dung á, thì nó như thế này, chúng ta có những cái hạng chúng sanh, sáu cái nẻo luân hồi tương ứng với sáu loại chúng sanh cơ bản, đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời và người đó. Thì trong số những cái loại chúng sanh đó, có những loại chúng sanh chúng ta không nhìn thấy được. Ví dụ như chúng sanh địa ngục thì họ ở một cái cảnh giới riêng, cho nên là chúng ta không thấy được. Hàng ngạ quỷ là một cái kiểu chúng sanh bị sa đọa, bị chịu khổ đó. Thì ngạ quỷ nó có rất nhiều những cái hình dáng đã khác nhau. Chờ tí xíu. Đây. Nó có nhiều hình dạng khác nhau lắm ha. Đây. Ví dụ như là đây là một kiểu đó. Rồi hoặc là một cái kiểu khác đó. Thì nó có rất nhiều những cái, còn dưới này thì nó tầm bậy rồi. Đó, thì nó có nhiều cái hà loại ngạ quỷ khác nhau. Đó. Nó tương ứng cho mỗi cái nghiệp thì họ sẽ có một những cái hình dạng ghê rợn khác nhau. Nhưng mà ở đây không biết là có con nít xem hay không, thì con nít xem những cái này nó cũng không có nên đó. Thì nó có những cái hàng loại như thế chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà họ là cái dạng chịu khổ, một cái loại chúng sanh chịu khổ. Cái hạng mà súc sanh thì chúng ta thấy rồi, loài người chúng ta thấy rồi. Hạng chư thiên là những cái hạng chúng sanh mà chịu được hưởng những cái quả phước, họ sung sướng. Và hạng chư thiên á, chúng ta cũng không nhìn thấy được. Phạm thiên cũng được tính trong chư thiên ha. Ngoài ra thì còn có hạng long vương thì loài rồng á, thì được tính vào trong hạng súc sanh. Loài càn thất bà thì được tính vào hàng chư thiên cõi thấp, chư thiên dục giới. Rồi một số loài như là cưu bằng trà hoặc là dạ xoa thì được tính vào hàng chư thiên cõi thấp hoặc là hàng ngạ quỷ.
đó. Dạ xoa thì được tính vào hàng ngạ quỷ. Và một số loại dạ xoa đó, dạ xoa có hai loại, một là dạ xoa đọa thì hình tướng xấu xí đó, thì được tính xếp vào, thường người ta có thể xếp vào cái hàng ngạ quỷ. Nhưng mà một cái là dạ xoa thiên á, là những cái hàng dạ xoa cũng được, cũng là dạ xoa nhưng mà họ có sắc đẹp, có nhiều oai lực đó. Rồi Atula thì Atula thì cũng thế. Đó là những cái hàng chúng sanh chúng ta không nhìn thấy được. Tại sao, cái vấn đề là tại sao chúng ta không nhìn thấy, thì dựa vào đâu để chúng ta tin là nó có tồn tại ha? Thì sư lấy ví dụ như thế này, ví dụ như cái con virus Covid đó. Tại sao quý vị không nhìn thấy nó, không nhìn thấy nó bằng tận con mắt mà quý vị tin là nó có tồn tại? Như vậy chúng ta muốn nhìn thấy chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải có một cái loạt công cụ xét nghiệm ha. Rồi chúng ta có một cái hệ thống máy móc xét nghiệm tinh vi. Đó là chúng ta phải có được những cái dụng cụ, ví dụ như là kính hiển vi điện tử, phóng to nó ra rồi dựa vào những cái kết cấu như thế nào đó, và chúng ta xác định đây là con virus Covid đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta không có những dụng cụ đó thì chúng ta không nhìn thấy được. Và nếu như chúng ta không nhìn thấy được á, thì chúng ta không có lý do gì mà chúng ta lại nói là do tôi không nhìn thấy cho nên tôi không tin là có một con virus Covid. Không ai lý luận như vậy hết. Tại sao vậy? Mặc dù chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta vẫn tin. Dựa vào đâu? Dựa vào biểu hiện bệnh hàng triệu người chết, hàng triệu người bị lây nhiễm, hàng trăm ngàn người chết, hàng ngàn, hàng chục ngàn người chết đó. Rồi những người mà đã nhìn thấy nó bằng những cái dụng cụ xét nghiệm và họ thông báo lại là tôi có nhìn thấy con COVID-19 thì có nghĩa là cho dù chúng ta không nhìn thấy bằng mắt nhưng mà chúng ta dựa theo lời người khác nói mà chúng ta tin là nó có thật. Hoặc là chúng ta dựa vào những cái biểu hiện bên ngoài như là những căn bệnh đó, những cái số lượng người bệnh, những số lượng người chết với những cái đặc điểm như thế, và chúng ta biết là có tồn tại con COVID-19 mặc dù chúng ta không tận mắt nhìn thấy. Rồi quay trở lại vấn đề, có những loài chúng sanh chúng ta không nhìn thấy, muốn nhìn thấy chúng ta phải chuẩn bị những cái điều kiện. Điều kiện đó là gì? Thứ nhất, anh phải giữ giới hạnh trong sạch. Thứ hai, anh phải ly dục. Thứ ba, anh phải tu các đề mục thiền chỉ. Đó, anh phải tu các đề mục thiền chỉ. Thứ tư là anh phải chứng đắc thần thông. Và khi anh có được tất cả các điều kiện đó bằng thần thông, anh sẽ tận mắt anh nhìn thấy những cái hàng chúng sanh anh không, bình thường anh không thấy nữa, anh không thấy được. Anh sẽ nhìn thấy được địa ngục nè, anh nhìn thấy được ngạ quỷ nè, anh nhìn thấy được chư thiên nè. Đó, hoặc thậm chí anh nhìn thấy được phạm thiên. Đấy. Nhưng mà nếu như anh không có được những cái điều kiện đó mà anh vẫn muốn tin thì dựa vào đâu? Dựa vào kinh tạng, dựa vào những lời nói lại của ai? Của những người đã tận mắt nhìn thấy. Đức Phật là bậc giác ngộ, ngài đã tận mắt nhìn thấy những cái hàng phi nhân, có nghĩa là những hàng mà chúng ta khuất mặt chúng ta không nhìn thấy đó. Đức Phật đã nhìn thấy và ngài nói lại và chúng ta tin tưởng ngài. Cái thứ hai là chúng ta dựa vào những biểu hiện. Những biểu hiện đó là gì? Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Đương nhiên là sư là còn phàm 100%, và sư không có rảnh là sư ngồi để sư khoe những cái pháp cao nhân cho quý vị, tại vì có đâu mà khoe ha. Cách đây cũng gần thôi thì khi mà buổi sáng 4 giờ sáng khi mà lên chánh điện tụng kinh, sau khi mà sư tụng kinh xong, hồi hướng phước xong, khi đóng cửa sổ, sư suy nghĩ trong đầu như thế này. Bởi vì thời gian qua thì tôi có lui sụp cho nên là tôi
cần một cái sự tinh tấn, cần một cái biểu hiện gì đó để thúc đẩy tôi, để tôi có sự tinh tấn. Cho nên nghĩ trong đầu thôi, khi đó nghĩ trong đầu thôi, nếu như mà có chư thiên có khả năng đọc được tâm của tôi thì khi đó là cặp mắt của sư tự nhiên nhìn thấy những cái người mà làm bánh bao ở ngoài cổng, ở ngoài cái hàng rào chùa đó, nghĩ nếu như mà có chư thiên đọc được tâm á, hôm nay cho tôi ăn bánh bao, tôi muốn được ăn bánh bao. Thì quý vị tin không, ngày hôm đó sư đi bát, nhưng mà tới hồi mà đắp y mang bát đi ra rồi đó thì có thông báo là hôm nay trai tăng hôm nay không có đi bát. À rồi thì nghĩ chắc hôm nay thua rồi, hôm nay không có đi bát thì thua rồi. Vậy đó mà tới hồi mà trai tăng thí chủ á, họ dâng bánh bao, tin nổi không, tin nổi hay không, họ dâng bánh bao. Nhưng mà có bánh bao đó là bánh bao sữa, bánh bao nhỏ đó. Thì sáng ngày hôm sau buổi sáng tụng kinh, sau khi tụng kinh hồi hướng phước xong, khi đóng cửa sổ, sư suy nghĩ ở trong đầu, bánh bao nhỏ không tính, cái cục nhỏ đó không tính, bánh bao lớn mới tính, suy nghĩ như vậy đó. Tới sáng, sau đương nhiên là về cốc, 7 giờ sáng Phật tử đem bánh bao bự á, đem bánh bao vô cúng dường cho chùa. Thì quý vị nghĩ đó là cái lý do đối với cá nhân sư tin là có hàng chư thiên, và thậm chí là những vị đó có khả năng đọc được tâm. Mà như vậy để làm cái gì, tin như vậy để làm cái gì? Để mình có lý do mà mình tinh tấn. Tại vì sao? Chư thiên khi họ đọc được tâm của mình, tâm mình trong sạch họ hoan hỷ, nhưng mà lỡ cái tâm mình ô nhiễm thì sao? Họ cũng đọc được, họ biết cái tâm khi đó, cái tâm mình đang ô nhiễm. Thì như vậy đó, có mắc cỡ hay không? Anh có biết hổ thẹn hay không? Anh có biết hổ thẹn hay không khi mà những cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu anh ấy, chư thiên họ biết. Đấy. Khi mà sư đem cái chuyện đó sư kể cho những cái vị sư ở trong chùa thì không biết là có phải do lý do này hay không, nhưng mà có hai vị không ở chùa nữa, họ đi chỗ khác. Đấy. Thì đó là lý do mà sư tin là có những cái hàng khuất mặt ha. Rồi. Qua chúng ta qua cái câu hỏi kế tiếp. Thưa sư, cho con xin hỏi, với một cư sĩ bình thường khi gặp lúc nguy cấp hoặc lo lắng về một việc gì đó thì nên làm gì cho đúng pháp? Việc cầu nguyện hoặc niệm danh hiệu Phật theo nhân quả, tuy nó không giúp ích được gì nhưng cũng làm an ổn tạm thời tâm của người đang lo lắng đó. Vậy có cách gì thay thế để họ có thể vượt qua giai đoạn đó không ạ? Thì xin thưa với quý vị đó, cái này đó thì quý vị phải dựa theo cái bài kinh, một cái bài kinh, đó là bài kinh đầu ngọn cờ. Kinh đầu ngọn cờ, quý vị chờ sư tí xíu. Kinh đấy, kinh đầu ngọn cờ đâu đây? Đây. Đây. Thì khi mà đây nè, khi mà hoảng hốt, nếu mà run sợ hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược lên á, thì hãy niệm nhớ đến ta, Ngài là Thế Tôn, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thiện sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư bậc Thế Tôn. Cái này nó không có phải là cái bản đầy đủ. Đâu là cái bản đầy đủ? Ừ.
Rồi thôi. Thì đó quý vị thấy Đức Phật đề nghị đó là khi mà các ông mà sợ hãi đó thì các ông hãy nghĩ tưởng đến Như Lai. Nhưng mà nghĩ tưởng như thế nào? Nghĩ tưởng ngài là, tức là cái bài Itibiso đó, nếu mà ai là Phật tử Nam Tông thì biết Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Chavana Sambanno Sugato Lo Kavidu Anuttaro Buvisa Dhammasa Ratisattha Dewa Manusanang Buddho Phakawa Tí. Đấy, thì đó là cái bài Itibiso đó. Thì Đức Phật đề nghị là khi mà run rẩy sợ hãi thì nghĩ tưởng đến Đức Thế Tôn, nghĩ tưởng đến Đức Thế Tôn chứ không phải là niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác. Đức Phật không kêu gọi là hàng cư sĩ niệm tưởng, thậm chí là những cái vị Bồ Tát cũng không có, hoặc là một vị thánh nào đó, ví dụ như Nam Mô Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Nam Mô Mục Kiền Liên thì cũng không có. Mà Đức Phật nói một là niệm tưởng Đức Thế Tôn là bài Itibiso, hai là niệm tưởng Pháp là bài Swakhato Vagawata Thammo Sandhithiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Bakchaktan Vedittabo Vinyu Hi Tí, là niệm tưởng Pháp. Thứ ba là niệm tưởng Chư Tăng, ha, Chư Thánh Tăng chứ không phải riêng một vị nào hết. Tại vì Chư Thánh Tăng nó có oai lực hơn là một cá nhân một vị, dù cho vị đó là thánh, huống chi là phàm như là chúng ta thường niệm là các vị Bồ Tát hoặc là các vị long thần rồi các cái vị trời vân vân và vân vân, không có. Đức Thế Tôn ngài đề nghị nếu mà không niệm Phật không niệm Pháp thì niệm Tăng là bài Suppatibanno, Suppatibanno Phagavato Sa Vakasangho Uchupatibanno Phagavato Sa Vakasangho. Đó thì niệm tưởng như thế, một là niệm tưởng Phật, hai là Pháp, ba là Tăng, chứ không phải niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác. Bởi vì sao? Bởi vì cũng theo kinh Đầu Ngọn Cờ thì Đức Phật nói đó, những vị khác khi nếu như họ còn là phàm, chưa phải là một vị thánh A-la-hán, họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn sợ hãi. Cho nên khi chúng ta niệm tưởng bất kỳ một vị nào khác ngoài Tam Bảo, chính xác hơn là ngoài Đức Phật, ngoài Chánh Pháp và Chư Thánh Tăng, Tăng Đoàn, Đệ Tử Phật và Suppatibanno đấy, thì tất cả những cái đối tượng khác đều có thể dẫn. Khi chúng ta niệm tưởng như thế, có khi chúng ta hết sợ, nhưng có khi chúng ta vẫn còn sợ. Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn còn phiền não, họ vẫn còn ô nhiễm, cho nên bản thân họ cũng còn sợ hãi, thì họ không có lý do gì mà họ giúp được chúng ta thoát khỏi sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta niệm tưởng ân đức của Đức Phật là bài Itibiso, niệm tưởng ân đức Pháp bằng bài Swakhato, niệm tưởng ân đức Tăng Bảo bằng bài Suppatibanno, thì như thế chúng ta mới có thể thoát khỏi sợ hãi. Bởi vì Đức Thế Tôn là một bậc không còn sợ hãi, Pháp Bảo là những phương lương dược, là những lời dạy giúp cho chúng sanh không còn sợ hãi, Tăng Bảo là Tăng Đoàn hoàn toàn trong sạch, xứng đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, các ngài cũng không còn sợ hãi. Cho nên khi sợ hãi thì nên niệm tưởng ân đức Tam Bảo qua ba bài Itibiso, Swakhato và Suppatibanno, chứ không phải, xin nói, niệm Phật là nghĩ đến ân đức của Phật, chứ không phải niệm Phật là réo gọi tên Phật. Sư không thấy trong bài kinh nào mà Đức Thế Tôn kêu gọi là khi nguy hại, khi các ông sợ hãi, các ông hãy niệm, hãy réo tên gọi Như Lai, hãy kêu gọi Như Lai, là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì không có rồi đó, không có rồi đó, chuyện đó thì không có ha. Sư lấy ví dụ như khi mà chúng ta có một cái anh hàng xóm tên là anh Tư đi, ảnh biết sửa điện, ảnh biết làm ống nước, ảnh biết trồng cây, rồi ảnh hay giúp đỡ chúng ta rất là nhiều. Và khi đó chúng ta nghĩ tưởng về ảnh, chúng ta nghĩ như thế nào? Anh Tư là một người rất là dễ thương, rất là dễ mến, anh Tư là một người rất là khỏe mạnh, anh Tư là một người rất là tháo vát,
và anh Tư là một người rất là tốt bụng, anh sẵn sàng giúp đỡ mình. Đó là cách nghĩ thứ nhất. Cách nghĩ thứ hai này, quý vị nghĩ anh Tư. Thì quý vị nghĩ coi cái cách suy nghĩ nào nó hợp lý hơn. Đấy, thì sư đang dựa theo kinh đó. Thì theo kinh Tạng, cụ thể là bài kinh Đầu Ngọn Cờ, thì Đức Phật đề nghị đó, khi mà các ông có sự sợ hãi, các ông muốn có sự an ổn trong tâm đấy, thì hãy niệm tưởng đến Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Hoặc ông niệm tưởng đến chánh pháp, hoặc niệm tưởng đến tăng đoàn, thì như thế các ông sẽ thoát khỏi sợ hãi.